Xin chào tất cả các anh chị đang theo dõi chương trình thực hành thư pháp trình độ sơ cấp 1. Bài học này là phần tập đọc dựa trên bài transcription của phần thứ 2 trong giáo trình Editor A1. Transcription là phần ghi ra bằng chữ của những gì chúng ta nghe trong phần audio. Dựa trên bài transcription này, tôi xin giải thích cho mọi người thêm những chữ mà mọi người chưa biết hoặc là một số các cái điểm cần phải lưu ý. Để cho những ai chưa có hiểu rõ thì có thể hiểu rõ trước khi tập đọc. Và trước hết tôi xin đọc qua một lần. Bienvenue à Bordeaux. Bonjour à tous. Je m'appelle Catherine. Je suis votre guide. Bienvenue à Bordeaux. C'est parti pour la visite de la ville. Nous sommes ici dans un quartier historique avec des monuments et des rues commerçantes. C'est le quartier Saint-Pierre. Ici, c'est la place Saint-Pierre. Et là-bas, il y a le fleuve et les quais. Allez, en route. Vous voyez le théâtre à gauche? C'est le Grand Théâtre. Excusez-moi, j'ai une question. Le Grand Théâtre, c'est un théâtre ou un opéra? C'est un théâtre et un opéra. Il s'appelle le Grand Théâtre ou l'Opéra National. Ah, d'accord, merci. Bienvenue à Bordeaux, có nghĩa là chào mừng đến với Bordeaux. Chúng ta dùng chữ bienvenue để chào mừng một người hay một nhóm hay một đoàn tới một cái địa điểm nào. Và chữ bienvenue này là không thay đổi. Bienvenue, chào mừng đến với. Bienvenue à Bordeaux. Bordeaux viết hoa là tên riêng của một thành phố. Và đây là thành phố lớn thứ 9 của nước Pháp. Thành phố này nằm bên bờ sông Garonne. Và thành phố này nổi tiếng bởi cái thứ rượu vang có cái tên gọi là rượu vang Bordeaux. Rượu vang Bordeaux có cái màu đỏ chót do bởi làm từ cái loại nho đen trồng ở vùng phụ cận của Bordeaux. Và chúng ta có cái màu Bordeaux và chúng ta gọi tắt là đỏ đô. Bienvenue à Bordeaux. Bonjour à tous, je m'appelle Catherine, je suis votre guide. Ở đây chúng ta để ý, bonjour à tous, chúng ta phải phát âm chữ S cuối của chữ T-O-U-S, bởi vì đây là một đại từ, đây là một pronoun, thì chúng ta phải phát âm chữ S. Bonjour à tous, je m'appelle Catherine. Chúng ta để ý, Catherine gồm có 4 âm tiết, nhưng mà âm tiết có cái chữ ơ cuối không đọc, và âm tiết có chữ ơ nằm giữa hai âm tiết khác cũng không phát âm, như vậy chỉ còn 2. Catherine, 4 âm tiết thì chỉ còn 2. Catherine, Catherine. Bonjour à tous, je m'appelle Catherine, je suis votre guide. Đây là lời chào của cô hướng dẫn viên chào với cái đoàn khách du lịch. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Catherine và tôi là hướng dẫn viên của tất cả mọi người. Bienvenue à Bordeaux. Xin chào tất cả mọi người đến với thành phố Bordeaux. C'est parti pour la visite de la ville. C'est parti là một cách dùng thân mật, một cách dùng familier của chữ c'est commencer. Commencer là bắt đầu, c'est parti là bắt đầu. La visite de la ville. Visite, la visite là sự tham quan, xuất phát từ động từ visiter, chuyến tham quan thành phố bắt đầu. Đó là cái cách nói thân mật. Bonjour à tous. Je m'appelle Catherine. Je suis votre guide. Bienvenue à Bordeaux. C'est parti pour la visite de la ville. Nous sommes ici dans un quartier historique avec des monuments et des rues commerçantes. Ở đây chúng ta để ý có hai cái nối. Nous sommes ici, động từ être. Chúng ta đang ở đây. Dans un quartier historique. As comme không phát âm. Nous sommes ici dans un quartier historique. Chúng ta đang ở đây trong một khu phố có mang tính lịch sử. Quartier là một khu phố. Historique là adjective của histoire, mang tính lịch sử. Lịch sử là l'histoire. Historique mang tính lịch sử. Trong một khu phố mang tính lịch sử. Avec, với những des monuments et des rues commerçantes. Monument, người ta định nghĩa là một tòa kiến trúc được dựng lên để vinh danh một nhân vật hay một biến cố.
Chẳng hạn như tôi lấy một cái ví dụ dễ hiểu nhất là chúng ta thấy ở cuối đại lộ Champs-Élysées thì có một cái monument, có một cái tòa kiến trúc rất đặc biệt nằm ở ngay giữa một cái quảng trường lớn, đó là Arc de Triomphe, và vua Napoleon đã ra lệnh cho xây cái Arc de Triomphe để vinh danh một cái chiến thắng và dùng để vinh danh một nhân vật hay một biến cố. Biến cố đây là một cái chiến thắng. Monument còn có nghĩa là một tòa kiến trúc đặc biệt về vẻ đẹp hay có tính cổ kính, tức là người ta xây dựng lên không nhằm hai cái mục đích bên trên, không nhằm vinh danh một người hay nhằm vinh danh một cái biến cố lịch sử, nhưng mà nó có cái nét đặc biệt, có cái vẻ đẹp rất đặc biệt và có cái tính cổ kính, tức là được xây từ lâu đời, người ta gọi đó là một monument. Với những cái kiến trúc đặc biệt và des rues commerçantes, commerçantes là adjectif, nói lên một cái sự buôn bán sầm uất, danh từ là le commerce là ngành thương mại, commerçante là trên khu phố này, trên con đường này có nhiều cửa hàng bán hàng, người ta gọi là một khu phố sầm uất. Đó là khu phố Saint-Pierre, đó là khu c'est le quartier Saint-Pierre. Tôi đọc lại từ đầu để cho các bạn có thể theo dõi. Bonjour à tous, je m'appelle Catherine, je suis votre hôte. Bienvenue à Bordeaux, c'est parti pour la visite de la ville. Nous sommes ici dans un quartier historique avec des monuments et des rues commerçantes. C'est le quartier Saint-Pierre. Và cái đoàn tham quan tiếp tục đi và người hướng dẫn viên tiếp tục nói, đây là quảng trường Saint-Pierre và kia kìa là con sông cùng với những cái bến sông của nó. Ici là chỗ này, c'est la place Saint-Pierre. Et là-bas, ici là đây, là-bas ở xa hơn một chút, và ở kia, il y a le fleuve, và lấy tay mà chỉ, ở kia là còn dòng sông, et les quais. Ở đây chúng ta vừa mới nói, dòng sông này tên là dòng sông Garonne, chảy ngang qua thành phố Bordeaux. Và kia là dòng sông thì có hai bên bờ được xây dựng, người ta gọi là quai, un quai là cái bờ sông. Ở đấy chúng ta thấy có cái chữ place. Place nghĩa đầu tiên là một cái nơi chỗ, một cái nơi trốn. Chẳng hạn như một cái xe 16 chỗ, a minibus de 16 place, có thể 16 người ngồi, có chỗ cho 16 người ngồi. Như vậy, nghĩa đầu tiên là một cái chỗ. Nghĩa thứ hai là một cái quảng trường. Và khi dịch ở quảng trường này thì nó không hẳn chính xác, bởi vì quảng trường, quảng là lớn, quảng trường là một cái nơi rất là rộng lớn. Thực sự ra place có thể là một cái khu vực tương đối nhỏ, và người ta gọi place là một cái nơi chỗ công cộng và xung quanh có các cái dinh thự, có nhà cửa thì gọi là place. Nếu một cái nơi chỗ mà ở nằm ngoài đồng quê thì không gọi là place, xung quanh phải có các cái công trình kiến trúc, nhà cửa, thương mại thì mới được gọi là place. Như vậy place có thể là rất lớn, rất rộng lớn, có thể là vừa vừa và cũng có thể là với quy mô rất là nhỏ. Và đây là quảng trường Saint-Pierre. Et là-bas, il y a le fleuve. Fleuve là một con sông lớn, con sông Garonne là một con sông rất lớn. Và những cái bến sông của nó. Aller en route. Aller là một cái từ gợi lên để mà nói, để người ta chú ý thôi, không có nghĩa là gì hết. Mặc dù nó là xuất phát động từ aller là đi. Aller là nào. En route, lên đường. Route là một con đường. En route, lên đường. Nào, chúng ta lên đường. Ba chấm, tức là đoàn người tham quan lại bắt đầu đi. Đây là một câu hỏi, chúng ta lên giọng ở cuối câu. Vous voyez le théâtre à gauche? Vous voyez le théâtre à gauche? Théâtre là một nhà hát dùng để diễn kịch hoặc là diễn các cái chương trình văn nghệ. Théâtre à gauche là ở phía bên tay trái. Chúng ta có cái phản nghĩa của nó là à droite. À gauche, bên tay trái. À droite, phía bên tay phải. Các bạn có thấy cái nhà hát ở bên tay trái không? Động từ voir, vous voyez là một động từ nhóm 3. Chúng ta sẽ học sau ở trong một cái bài khác. Các bạn, quý vị có thấy cái nhà hát ở phía bên tay trái không? C'est le grand théâtre, viết hoa. Như vậy đây là một cái tên của cái nhà hát đó. Đó là nhà hát lớn. C'est le grand théâtre. Một người khách cắt lời của nữ diễn nữ hướng dẫn viên và hỏi: Excusez-moi,
cho tôi xin lỗi. J'ai une question. Tôi có một câu hỏi. Le Grand Théâtre, cái nhà hát lớn mà vừa mới được giới thiệu. C'est un théâtre ou un opéra? Cái nhà hát lớn mà cô vừa mới giới thiệu, đây là một nhà hát hay là một cái nhà kịch? Chúng ta phân biệt. Un théâtre là nhà hát, nơi diễn kịch, nơi diễn văn nghệ. Còn un opéra cũng là một nhà hát, nơi diễn các cái nhạc kịch, opéra. Như vậy cũng là nơi diễn kịch, nhưng mà opéra thì nó có cái chức năng riêng để diễn các cái nhạc kịch, opéra. Còn théâtre có thể diễn kịch nói hoặc là các cái chương trình văn nghệ, ca múa, nhạc kịch. Excusez-moi, xin lỗi, j'ai une question, tôi có một câu hỏi. Le Grand Théâtre, c'est un théâtre ou un opéra? Xin lỗi cho tôi một câu hỏi, cái nhà hát lớn, đó là một cái nhà hát hay là một cái rạp để trình diễn opéra? Người nữ hướng dẫn viên trả lời, c'est un théâtre et un opéra. Chúng ta có hai cái nối, c'est un théâtre et un opéra. Đây là một nhà hát diễn kịch và cũng là một nhà hát để diễn các cái nhạc kịch opéra. Il s'appelle le Grand Théâtre ou l'Opéra National. Như vậy cũng là cái tòa nhà này, nó có cái tên là nhà hát lớn, Le Grand Théâtre, và nó còn có một cái tên khác nữa là Opéra National, nhà hát để diễn kịch opéra quốc gia. Người du khách, ah, d'accord, merci, d'accord, tương đương với tiếng Anh là ok, đồng ý, được rồi, cảm ơn nhiều. Tôi xin đọc lại toàn cái khúc của cái bài thoại thứ nhất. Dialogue, la guide, bonjour à tous, je m'appelle Catherine, je suis votre guide, bienvenue à Bordeaux, c'est parti pour la visite de la ville. Nous sommes ici dans un quartier historique avec des monuments et des rues commerçantes, c'est le quartier Saint-Pierre. Ici, c'est la place Saint-Pierre. Et là-bas, il y a le fleuve et les quais. Allez, en route. Vous voyez le théâtre à gauche? C'est le Grand Théâtre. Excusez-moi, j'ai une question. Le Grand Théâtre, c'est un théâtre ou un opéra? C'est un théâtre et un opéra. Il s'appelle le Grand Théâtre ou l'Opéra National. Ah, d'accord. Ở phần đầu của bài đối thoại, chúng ta đã bắt gặp động từ s'appeler được chia ra je m'appelle Catherine, tôi tên là Catherine, và chúng ta cũng đã thấy danh từ la visite. La visite là danh từ xuất phát từ động từ visiter, có nghĩa là tham quan. Động từ visiter và động từ s'appeler được chia như sau. Động từ visite là một động từ nhóm 1. Chúng ta biết đây là động từ nhóm 1 bởi vì cái ký tự tận cùng của nó là er. Er là nhóm 1. Nhóm 1 là một nhóm có quy tắc. Quy tắc đó như sau. Đây là cái bộ đuôi. Bộ đuôi ghép vào để thay cho cái đuôi của er này. E-E-S, E-O-N-S, E-Z, E-N-T. Và sau khi chúng ta bỏ cái đuôi này ra thì còn lại các cái ký tự còn lại gọi là căn. V-I-S, T-T, V-I-S-I-T ghép với cái bộ đuôi này thì sẽ ra cái cách chia của động từ nhóm 1. Động từ visiter có nghĩa là tham quan. Je visite, tu visites, il visite, nous visitons, vous visitez, il visite. Cách chia của động từ nhóm 1 là chúng ta lấy cái bộ đuôi này, chúng ta ghép vào cái căn và dùng cho tất cả các động từ nhóm 1, là một cái động từ có cái số lượng rất là nhiều. Ở đây chúng ta để ý bốn cái vị trí, tức là ba ngôi số ít, je, tu, il, và ngôi thứ ba số nhiều, viết khác nhau nhưng phát âm giống nhau. Je visite, tu visite, il visite, il visite, 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 nhưng mà viết khác nhau. Động từ s'appeler là một động từ phản thân. Động từ phản thân có ba chức năng, trong đó có một chức năng là passive, tức là thụ động. Động từ s'appeler có mang cái nghĩa là thụ động, tức là được gọi. Appeler là gọi, gọi một cái đối tượng. S'appeler là được gọi. Động từ s'appeler được chia như sau. Je m'appelle, tu t'appelles,
Il s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle. Je m'appelle, mơ này, em apostrophe, là chữ M-E, là một pronom được đi do bởi hai nguyên âm gặp nhau. Tu t'appelle, T apostrophe, tức là tơ. Il s'appelle, S apostrophe, tức là sơ. Nous là nous, vous là vous, il s'appelle S apostrophe cũng là sơ. Như vậy chúng ta có thể nói động từ phản thân được xây dựng giống như động từ nhóm 1, nhưng mà người ta chèn cái pronom reflexive, tức là pronom phản thân vào ở giữa, và cái bộ pronom phản thân, đại từ phản thân là mơ tơ sơ, nous vous sơ. Mơ tơ sơ, nous vous sơ. Tôi được gọi là je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle. Nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle. Chúng ta nhận thấy có một cái sự không bình thường là ở bốn cái vị trí je, tu, il và in số nhiều thì người ta viết hai L, deux L. Ở hai vị trí còn lại là nous và vous, chúng ta chỉ còn thấy một L. Lý do thì chúng ta sẽ coi ở phần sau. Ở trong mẫu đối thoại thứ hai, chúng ta thấy vẫn có lời nói của cô nữ hướng dẫn viên và thỉnh thoảng có lời nói của các du khách. La guide, alors on continue, nào chúng ta bắt đầu chứ? Các khách tham quan trả lời oui. Ở đây chúng ta thấy có động từ continue. Continue là động từ nhóm 1. Cách chia là je continue, tu continue, il continue, nous continuons, vous continuez. Il continue, không có gì đặc biệt hết, bởi vì đây là động từ có quy tắc. Chúng ta ghép cái bộ đuôi ES, ONS, EZ, ENT vào cái căn của nó. Căn của nó là cái phần còn lại sau khi chúng ta loại trừ cái đuôi của nó ra. Đuôi là OE, thì còn lại chúng ta gọi là căn. Chúng ta lấy căn ghép với cái bộ đuôi. Đó là cái cách chia của động từ nhóm 1. Ở đây người nữ hướng dẫn viên nói là on continue. Continue là ngôi thứ 3. Ngôi thứ 3 gồm có 3 đại từ il, elle và on. Il là dùng cho người phái nam, elle là người dùng cho người phái nữ, hoặc là đồ dùng giống đực, đồ dùng giống cái. Còn chữ on này thì có hai cách dùng. On nằm ở trong cái lĩnh vực, cái vị trí của ngôi thứ 3 số ít, nhưng mà nó mang nghĩa là số nhiều. On là người ta. Người ta tức là hai người đổ lên. On còn có nghĩa là chúng ta, ở dùng trong cái trường hợp thân mật. Chúng ta, chúng tôi, hoặc là người ta. Như vậy ở đây là chúng ta, nói một cách thân mật, tụi ta, chúng ta, tụi mình. Nào tụi mình tiếp tục chứ. Oui, voilà la tour Pays-Berlan et voilà la cathédrale Saint-André. Voici, voilà, voici là ở rất gần, voilà là ở xa hơn một chút. Đây là cái tòa tháp Pays-Berlan và kia là nhà thờ lớn Saint-André. La tour là một cái tòa tháp cao, danh từ feminine, chẳng hạn như là tháp Eiffel, la tour Eiffel. La tour còn có nghĩa là những cái tòa cao ốc có cái chiều cao, cao hơn là cái chiều rộng và chiều ngang. Người ta gọi là một cái tòa cao ốc, la tour, và là tháp hoặc là một cái tòa cao ốc cao. Chúng ta phân biệt với tour ở dạng masculine. A tour là một vòng, đi một vòng, đi một vòng, đi hai vòng. Une tour và un tour. Động từ continue là tiếp tục. Đây là tòa tháp Pays-Berlin và kia là nhà thờ lớn Saint-André. Nhà thờ lớn như là nhà thờ Đức Bà Paris thì là một cathédrale. Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn cũng là cathédrale. Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Sài Gòn. Một người du khách kêu lên wow, c'est magnifique. Nhìn thấy cái cathedral, nhìn thấy cái nhà thờ lớn Saint-André đẹp quá. Thì người du khách này nói lên wow, c'est magnifique. Đẹp quá, tuyệt đẹp là lộng lẫy. Magnifique, đẹp quá, lộng lẫy. Et ça, c'est quoi? Đây là một cách hỏi rất là thân mật. Ça, ça là cái này, lấy tay mà chỉ. Còn cái này, c'est quoi? Đây là cách hỏi informel, hỏi trong cái vòng thân mật. Thế còn cái này là cái gì? Người nữ hướng dẫn viên trả lời c'est le musée d'art contemporain. C'est le musée, S phát âm là Z. Le musée d'art contemporain, M phát âm là N, do bởi đứng trước ký tự
P, Musée d'art contemporain. C'est le Musée d'art contemporain. Đây là viện bảo tàng nghệ thuật hiện đại. A là nghệ thuật, contemporain, contemporain masculine feminine là hiện đại, tức là cùng thời với chúng ta. Một khách tham quan lên tiếng hỏi, le CAPC, đây có phải là CAPC không? Người nữ hướng dẫn viên trả lời, non, pas du tout. Đây không phải là CAPC, le musée est loin d'ici, cái viện bảo tàng đó còn xa đây lắm. CAPC là viết tắt của Centre d'art plastique contemporain, trung tâm về các nghệ thuật về nhựa đương thời, contemporain, CAPC. Le musée est loin d'ici. Chúng ta để ý, loin là xa, ngược với xa là gần, là près. Nhưng mà nếu xa ở một, xa một cái vật gì, xa một cái địa điểm nào thì loin de. Nếu gần một cái vật gì, gần một cái địa điểm nào thì là près de, loin de, près de. Ở đây có nghĩa là xa, cách xa đây, xa khỏi chỗ này, loin d'ici. Chúng ta coi lại cái bài đối thoại thứ hai. Alors, on continue? Oui, voici la tour Pays Berlin et voilà la cathédrale Saint-André. Wow, c'est magnifique! Et ça, c'est quoi? C'est le musée d'art contemporain. Le CAPC? Non, pas du tout. Le musée est loin d'ici. Ở trong bài này, chúng ta thấy có một cái động từ nhóm 1, nhưng là nhóm 1 đặc biệt, đó là động từ appeler. Nhân tiện đây thì chúng ta học lại cái cách chia của những động từ nhóm 1 đặc biệt. Gọi là nhóm 1 bởi vì các động từ này có cái ký tự tận cùng là ER, acheter, céder, manger, appeler, jeter, balayer, nettoyer, essuyer. Các ký tự cuối là ER. Như vậy chúng ta có thể nói đây là những động từ nhóm 1. Nhưng mà nó đặc biệt là bởi vì chỗ nó có một chút thay đổi khi chia ở temps présent de l'indicatif. Chẳng hạn như động từ số 1, động từ acheter là mua. Đây là động từ nhóm 1 thì chúng ta vẫn chia theo quy tắc của nhóm 1 là cái bộ đuôi ES, ONS, EZONT. Nhưng cái hình thức của động từ acheter, ký tự cuối là OE, đứng trước đó là một phụ âm là chữ T. Đứng trước chữ T chúng ta lại thấy một chữ Ơ nữa. Ký tự cuối là OE, đứng trước có một phụ âm là T, và đứng trước phụ âm T là một chữ Ơ nữa. Thì chúng ta thấy nó có cách chia như sau. Ở 4 vị trí, ngôi thứ nhất số ít, ngôi thứ hai số ít, ngôi thứ nhất ba số ít và ngôi thứ ba số nhiều. Ở 4 vị trí này chúng ta thêm dấu huyền vào, accent ra vào động từ acheter, nhưng mà chia là j'achète, tu achètes, dấu huyền, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent. Như vậy chúng ta có thể tóm tắt như thế này, các cái động từ nhóm 1 mà ngoài cái ký tự cuối nó có một phụ âm và trước đó có một phụ âm khác nữa, thì ở 4 vị trí, ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba số ít và ngôi thứ ba số nhiều, chúng ta tự động thêm accent ra và dấu huyền vào. Còn ở 2 vị trí còn lại thì chúng ta để giống như nguyên thể. Ở nguyên thể thì là acheter, không có dấu gì hết, thì chúng ta vẫn để nguyên, không thêm dấu gì hết. Và vẫn theo quy tắc đó, động từ CD cũng là động từ nhóm 1, có cái ký tự cuối là ơ-e, trước đó có một phụ âm là D và đứng trước có một chữ ơ nữa, thì chúng ta cũng gọi là động từ nhóm 1 đặc biệt. Và ở 4 vị trí je, tu, il và in số nhiều, chúng ta cũng tự động thêm dấu huyền vào, mặc dù nguyên thể nó là dấu sắc accent aigu. Nguyên thể là accent aigu, dấu sắc, chúng ta đổi thành accent ra và dấu huyền, động từ CD nhưng chia là je cède, tu cèdes, il cède, nous cédons, vous cédez, il cède. Như vậy quy tắc của hai động từ này giống nhau. Ở 4 vị trí je, tu, il và in số nhiều, je, tu, il và in số nhiều, chúng ta tự động thêm dấu huyền vào accent ra và chúng ta tự động thêm dấu huyền vào accent ra và mặc dù nguyên thể của nó là dấu sắc accent aigu. Còn hai vị trí còn lại là nu và vu, chúng ta để giống như nguyên thể, động từ acheter không có dấu thì nu và vu ở đây không có dấu, động từ céder có accent aigu là dấu sắc thì nu và vu ở đây chúng ta vẫn để dấu sắc, đó là quy tắc chung.
Ở trong trường hợp số 2, chúng ta có động từ manger, manger là ăn. Đây là động từ nhóm 1 bởi vì hai ký tự cuối là er, manger. Nhưng đây là nhóm 1 đặc biệt bởi vì đứng trước er chúng ta có phụ âm g, manger. Và chúng ta biết cách phát âm của g, g khi đi với a, o, u thì đọc là g. G đi với ơ, i, y đọc là g. Như vậy, g đi với ơ đọc là g. G đi với O đọc là G. Nếu chúng ta theo quy tắc bình thường thì chúng ta ghép bộ đuôi là O, E, S, E, O, N, S, E, Z, E, N, T thì chúng ta có cách phát âm của động từ manger như sau: Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Như vậy ở vị trí số 1, ngôi thứ nhất số nhiều, chúng ta thấy là mangeons nó khác với cách phát âm của năm vị trí còn lại: mange, 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 manger, mange. Ở đây thì là mangeons, do đó người ta thêm ký tự ơ vào, ơ vào để biến toàn bộ cái cách phát âm này thành là giờ, giống như toàn bộ các cái vị trí khác: je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Như vậy động từ manger cùng với tất cả những động từ có ký tự cuối là g, e, r đều phải chia theo cái bộ đuôi như thế này: o, e, s, e, e, o, n, s, e, z, e, n, t, khác với các cái vị trí khác là o, e, s, e, o, n, s, ở đây là e, o, n, s. Ở trường hợp thứ ba, động từ appeler chúng ta đã gặp trong bài, appeler là gọi, thì động từ này cùng với động từ jeter thì có quy tắc là ở bốn vị trí ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba số ít và ngôi thứ ba số nhiều, chúng ta gấp đôi cái phụ âm lên. Appeler thành ra appel, jeter thành là jet. Chúng ta gấp đôi cái phụ âm ở ba, ở bốn cái vị trí: ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba số ít và ngôi thứ ba số nhiều. Appeler biến thành j'appelle, tu appelles, il appelle, il j'appelle. Hai vị trí còn lại chúng ta để giống như nguyên thể. Ở nguyên thể có một L, chúng ta để một L. J'appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, il j'appelle. Động từ jeter cùng với các cái động từ cùng gia đình với nó cùng gấp đôi cái phụ âm T ở bốn vị trí: ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba số ít và ngôi thứ ba số nhiều. Jeter, je jette, tu jettes, il jette, nous jetons, vous jetez, il jette. Vậy chúng ta thấy ở ba bốn cái vị trí này chúng ta gấp đôi phụ âm lên giống như động từ appeler. Ở trường hợp thứ tư, chúng ta thấy các cái động từ có cái các ký tự cuối là a, y, e, o, y, e, u, y, e. Balayer là quét nhà, quét sân. Nettoyer là dùng nước làm cho sạch, chùi rửa cho sạch. Essuyer là lau cho khô. Các cái động từ này có thể biến y thành y ngắn trong bốn vị trí: je, tu, il và il số nhiều. Còn hai vị trí còn lại chúng ta để giống như nguyên thể: je balaye, je nettoie, je suis, tu balaye, tu nettoie, tu essuie, il balaye, il nettoie, il essuie, il balaye, il nettoie, il essuie. Ở hai vị trí còn lại là nous và vous, chúng ta để y giống như nguyên thể: nous balayons, nous nettoyons, nous essuyons, vous balayez, vous nettoyez, vous essuyez. Như vậy là chúng ta thấy ở ba vị trí là ba ngôi số ít và ngôi thứ ba số nhiều, chúng ta cũng áp dụng cái cách dùng giống nhau. Riêng động từ, các động từ tận cùng bằng a, y, e thì vẫn có thể chia bằng cách để nguyên y. Hai động từ, hai loại động từ tận cùng bằng o, y, e và u, y, e thì chỉ có một cách chia. Các động từ tận cùng bằng a, y, e có hai cách chia. Ví dụ, je balaye, je balaye. Hai cách này đọc giống nhau nhưng mà viết khác nhau, có thể là y ngắn hoặc là y. Tu balaye, tu balaye, in balaye, in balaye, in balaye, in balaye. Viết khác nhau nhưng phát âm giống nhau. Viết khác nhau là ở chỗ chúng ta có thể giữ lại y giống như nguyên thể và cũng có thể đổi thành y ngắn ở bốn vị trí như chúng ta đã trình bày ở bên trên. Và đó là cái cách chia của các động từ nhóm 1. Xin chào tất cả mọi người.